chép bà con, cá chép. Cá chép rất tốt, hiền thịt mà giá cả được cũng ngon lành. Nhưng mà con cái có một số người không ăn được cá chép nha bà con. Vì cá chép là có số người và có số bệnh này không ăn được cá chép bà con ơi. Đó là những người không ăn được là những người nè có bệnh gan nè bà con. Bệnh gan là không ăn được cá chép. Bệnh thận nè, sỏi thận nè, bệnh về tiểu đường nè, đường tiểu nè, bệnh gút nè, xuất huyết, chảy máu, dị ứng với cá. Cho không ăn được, không ăn được. Những người không ăn được cá chép là những người có bệnh gan, bệnh thận, sỏi thận, bệnh về đường tiểu, bệnh gút, xuất huyết, chảy máu, dị ứng với cá. Còn ngoài ra là ăn cá chép có lợi cho sức khỏe, lợi tiểu, giúp cơ thể chữa được bệnh khí kết lạnh, bình phổi, thông sữa, làm sạch đường tiêu hóa, khử tà độc, sưng tấy, những bệnh của phụ nữ, sức khỏe tốt, thật tốt, tim mạch, giảm viêm, tốt cho hệ miễn dịch, tiêu hóa, hệ tiêu hóa, chống lão hóa, bệnh mãn tính. Còn ăn cá chép thì giống như ăn các loại cá khác bà con. Nhưng mà ta ăn 6 ngày, ta phải nghỉ 1 ngày bà con ạ. Cho nên đó là cá chép. Bà con chúc bà con ăn cá chép vui vẻ, mạnh khỏe, gia đình mình mạnh khỏe bà con ơi. Xin chào.